Hello, xin chào mọi người nhé. Thì video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách model chắc xe Thaco Mobi Home này, Thaco Oman này và Hyundai Coyote ở trong game Bird Indonesia nha. Thì cũng có khá là nhiều anh em bình luận cái video mà hồi chiều mình úp lên ấy, thì là bảo là em không model được chắc. Thì video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em chi tiết và dễ hiểu nhé. Thì cái đầu tiên ấy là anh em biết tại sao mà anh em không mod được không? Một nha, một là do điện thoại của anh em đầy bộ nhớ, hoặc là thứ hai là anh em bị lỗi cái gì đó nha. Thì giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu cho anh em nha. Thì đầu tiên anh em sẽ vào ứng dụng Vativer cho mình nha. Rồi sau đó anh em sẽ kiếm cho mình mục download nhé. Thì đây, đây là mục download của mình nhá. Thì cái đường link check con xe con Hyundai Coyote này và Thaco Mobi Home giường nằm nhá và Thaco Oman đó, thì ba cái link này mình có để dưới phần mô tả của video nhá. Thì sau khi anh em tải về là nó sẽ nằm ở trong mục download nhá, thì anh em sẽ chọn bất cứ một cái check nào đó thì anh em thích nhá. Thì giờ như mình sẽ thích check Thaco Oman đi, thì mình sẽ bấm vào nhá. Rồi sau đó anh em sẽ bấm giải nén tại đây cho mình. Thì nó sẽ hiện lên là yêu cầu nhập mật khẩu, thì anh em sẽ nhập mật khẩu vào cho mình nhé. Thì anh em nhập cho mình là LTS này, LTS Mobile nha, Mobile này. Rồi sau đó anh em sẽ bấm nút OK cho mình. Đấy, thì sau khi anh em giải nén xong ấy là nó sẽ có cái mục gọi là Thaco Oman. Đó, Thaco Oman đấy nha. Rồi sau đó anh em sẽ bấm cho mình nút download ở phía trên đỉnh của màn hình nhé. Bấm vào download này. Rồi bộ nhớ thiết bị nhé. Rồi sau đó anh em sẽ kiếm cho mình mục Android, này. Rồi OBB nha. Rồi com.malleo.bit simulator nha. Rồi sau đó anh em sẽ bấm cho mình vào cái myin 200633 com.malleo.bit simulator.obb nha, anh em bấm vô này. Rồi sau đó anh em sẽ bấm cho mình nút xem nha. Rồi asset nha. Rồi bin nha. Rồi data nha. Rồi sau đó anh em sẽ bấm cho mình cái dấu cộng ở cuối góc màn hình phía bên tay phải nhé, bấm vô này. Rồi sau đó anh em sẽ chọn cho mình cái ô tròn đầu tiên đấy nhá, ô tròn đầu tiên này, bấm vào này. Rồi sau đó anh em sẽ kiếm cho mình mục download nhá, mục download. Rồi sau đó anh em sẽ kiếm cho mình một cái mục gọi là Thaco Oman. Đây, đây là cái mục Thaco Oman mà hồi nãy anh em giải lén ra nhé. Đấy, thì ví dụ như là anh em thích cái chắc Hyundai Coyote thì là nó sẽ là cái mục Hyundai Coyote nhé. Rồi sau đó anh em sẽ bấm vào cái mục này này. Rồi sau đó anh em sẽ chọn hết sạch cho mình cái file màu trắng này nhé, 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7 này, 7 cái file nhá. Rồi sau đó anh em sẽ bấm nút thêm cho mình, bấm nút thêm. Thì anh em để ý kỹ cho mình nhá, thì là cái mà nó đang thêm tệp ấy là nó sẽ chạy khoảng 100% ấy thì nó mới được nhá. Thì nếu mà của anh em mà chạy khoảng giữa chừng hoặc tới 50 hay là 70 mà tự dưng nó mất ấy, là anh em chưa model được nha. Đó, thì model cũng khá là dễ thôi. Đó, đây này, nó chuẩn bị chạy xong 100% nhé. Rồi, đó thì sau khi nó chạy 100 xong ấy, thì là nó sẽ hiện lên một cái chữ dòng chữ gọi tệp đã được thêm thành công gì đó nha. Nó cũng khá là đơn giản luôn. Và có ba cái file nó đều làm cái cách giống y chang của mình thôi nhé. Thì anh em nào mà thấy cái video của mình hay á, thì đừng quên like và share để ủng hộ cho cái kênh của mình nhé. Rồi thì video mình cũng tạm dừng tại đây thôi, và mình cũng chúc tất cả anh em model cái bản chắc xe Thaco và Hyundai và Thaco Oman này thành công nhé. Rồi bye bye mọi người.